Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc điện đàm với ông Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 2,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời, quý báu và thiết thực. Trên nền tảng mối quan hệ láng giềng hữu nghị vốn có từ lâu giữa hai bên, đồng chí mong muốn thời gian tới, hai đảng, hai nhà nước tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc lãnh đạo cấp cao thường xuyên, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển hợp tác toàn diện của hai nước. Ông Uông Dương, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, cũng như tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giao thương, xuất khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.